Hello, xin chào các bạn. Thì hiện tại là chúng ta đang ở trong cái buồng lái của chiếc A321 và hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái này. Đây là một cái thứ rất là đặc biệt đối với các bạn, bởi vì trên thực tế thì có rất là nhiều người hỏi tôi về cái này. Hôm nay tôi sẽ giải thích cho các bạn cái này là cái gì, tên nó là sao và công dụng của nó như thế nào. Thì như là các bạn thấy trên màn hình đó là cái pitch shim này là nó có thể xoay. Mình muốn nó xoay thì mình lấy cái tay mình đẩy hoặc là kéo như vậy nè. Và ở trên cái vòng đó đó nó có ghi các cái con số. Vậy các cái con số đó nó có ý nghĩa như thế nào thì một chút xíu nữa chúng ta sẽ biết tới. Nhưng bây giờ chúng ta coi coi cái việc xoay xoay như thế này nó ảnh hưởng tới cái bộ phận nào của cái chiếc máy bay của chúng ta. Các bạn đợi một chút xíu nha, để tôi chỉnh và tìm một cái góc nhìn nó thích hợp nhất, nó rõ ràng nhất để cho các bạn xem nha. Cái việc mà xoay xoay cái bích chim hồi nãy đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái bộ phận này của cái chiếc máy bay. Và ở cái góc độ này thì tôi nghĩ nó rất là rõ để cho các bạn quan sát rồi. Thì bây giờ tôi làm ra hai cái camera số 1 và cái camera số 2 để cho các bạn tiện quan sát. Và bây giờ các bạn xem coi tôi xoay cái bích chim nha. Và bây giờ tôi sẽ xoay theo cái chiều như thế này. Thì các bạn dòm lên trên cái camera số 1 đó thì các bạn thấy cái cánh đuôi ở đó đó nó di chuyển xuống. Đó. Như vậy thì nó sẽ làm cho cái đuôi của máy bay nó hạ xuống, còn cái mũi thì nâng lên. Và bây giờ thì sẽ xoay ngược lại thì nó sẽ gây ra một cái tác động lực ngược lại với hồi nãy, là nó làm cho cái đuôi của máy bay nó nâng lên, còn cái mũi thì nó hạ xuống. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cái buồng lái của chiếc máy bay của chúng ta. Và bây giờ xem coi cái ý nghĩa của các cái con số ở trên cái vòng vòng tròn đó là như thế nào. Thì bây giờ chắc chắn là các bạn có thể đoán được phần nào cái ý nghĩa của các cái con số đó. Ở đây thì các bạn để ý thấy cái hình tam giác màu trắng đó không? Thì đó là mũi tên nó chỉ đó. Nó chỉ ngay cái con số 0 thì có nghĩa là cái bit stream của chúng ta nó đang ở cái trạng thái là không độ, có nghĩa là không không có nâng lên mà cũng không có hạ xuống. Thì khi mà máy bay nó chuẩn bị cho cất cánh thì người phi công sẽ xoay cái bit stream theo cái chiều như thế này. Đó. Thì để giúp cho cái mũi máy bay nó được nâng lên dễ dàng và xoay chọn cái góc độ như thế nào thì nó tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố khác nữa. Bây giờ thì chúng ta trở ngược qua cái buồng lái của cái dòng Boeing 737 thì ở ngay trên cái tay cầm của người phi công ở ngay cái chỗ này nè. Các bạn người phi công cũng có thể điều khiển cái pitch trim thông qua các cái nút ở hai cái nút ở cái chỗ này. Ví dụ người ta đẩy lên thì nó sẽ làm cho cái trim nó xoay vậy đó. Còn người ta muốn mà xoay ngược lại thì người ta sẽ kéo cái nút này xuống. Ngoài cái việc sử dụng nó khi mà chúng ta cất cánh thì người phi công còn sử dụng nó khi mà hạ cánh. Có nghĩa là người ta sẽ dùng cái ngón tay cái đó để mà đẩy các cái nút này hoặc là kéo các cái nút này để mà điều khiển cái pitch trim, để mà điều khiển cái mũi của cái chiếc máy bay để giúp cho hạ cánh nó dễ dàng hơn.
Và hiện tại thì ở trước mặt chúng ta đó là cái chiếc máy bay loại nhỏ, cái dòng A36 Bonanza. Và chúng ta thử xem vào trong cái buồng lái, cái cockpit xem coi cái big trim ở trong cái buồng lái máy bay loại nhỏ như thế này thì nó có khác gì hơn so với cái big trim ở những cái loại máy bay lớn hay không. Và bây giờ thì chúng ta đang ở trong cái buồng lái của cái chiếc máy bay hồi nãy. Và các bạn thử đoán xem coi cái chỗ nào là cái big trim. Và dĩ nhiên là cái vòng tròn màu trắng trắng thì đây là cái big trim. Và dĩ nhiên thì trên đó nếu như mà các bạn xoay thì nó cũng có các cái con số. Còn về cái cách sử dụng cái big trim này thì nó cũng giống như là cái cách sử dụng ở trên cái loại máy bay lớn. Và các bạn thấy ở ngay cái chỗ này thì nó cũng có cái nút để mà cho chúng ta người phi công điều khiển cái big trim khi mà hạ cánh hoặc là khi cất cánh. Và bây giờ thì tôi sẽ sử dụng thử. Bây giờ thì tôi sẽ đẩy cái nút này lên nè. Đó, thì các bạn thấy cái big trim nó xoay lên. Còn bây giờ thì tôi sẽ kéo cái nút này xuống thì các bạn sẽ thấy cái big trim nó sẽ quay xuống. Rất là dễ sử dụng. Rồi, thì đó là cái big trim. Và bây giờ chúng ta thử nhảy ra ngoài xem coi và xoay cái big trim ở trong cái buồng lái coi cái cánh đuôi ở phía bên ngoài nó di chuyển như thế nào. Và bây giờ thì tôi sẽ xoay thử cái big trim và các bạn xem coi cái cánh đuôi của chiếc máy bay này nó có di chuyển giống như là cái loại máy bay lớn hay không. Và như là các bạn thấy là cái cánh đuôi, cái bộ phận chỗ này nó không có di chuyển như là cái loại máy bay lớn. Và nếu như mà các bạn dòm rộng ra một chút xíu ở phía sau đó thì nó có một cái bộ phận nhỏ nhỏ. Thì cái đó là cái big trim mà nó được bố trí ở cái dòng máy bay nhỏ. Nó sẽ bố trí ở cái vị trí khác hơn. Các bạn thấy có bộ phận này nó di chuyển nè. Đó. Dòm gì thật chắc các bạn không thấy rõ. Bây giờ tôi sẽ di chuyển như thế này để cho các bạn thấy rõ. Đó. Các bạn có thấy nó di chuyển. Còn cái bộ phận này thì đó là cái elevator. Và như là các bạn thấy, để di chuyển nó thì các bạn cứ việc đẩy cái cần lái về phía trước hoặc là kéo về phía sau thì nó sẽ di chuyển. Còn cái mình mới vừa học đó thì đó là cái big trim. Thì nó nhỏ hơn, nó được gắn lên trên cái elevator.